Liam kính chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Liam Channel. Thì hôm nay Liam sẽ quay video gói quà cho hai bạn fan đã trúng giải trong đợt Mi Game tháng 4 này nha. Đầu tiên thì Liam sẽ gói phần quà cho bạn Mỹ Linh. Liam chúc mừng bạn Mỹ Linh, bạn Mỹ Linh đã trúng giải trong đợt Mi Game tháng 4 này. Liam bóc theo tên thì có trúng bạn Mỹ Linh và một bạn nữa. Hôm nay Liam có thông tin của bạn Mỹ Linh trước ha, nên là Liam sẽ gói quà cho bạn Mỹ Linh và tiếp theo là bạn Thùy Dung. Bạn Thùy Dung thì trúng theo bóc theo số ha. Thì hôm nay Liam sẽ gói quà cho hai bạn fan đã trúng giải nha. Rồi bây giờ Liam lần lượt Liam sẽ gói từng phần quà. Liam sẽ soạn quà cho bạn Mỹ Linh trước này. Món đầu tiên là một chiếc túi đeo vai đây các bạn. Một chiếc túi đeo vai ha. Tiếp theo là set làm móc khóa DIY. Thì bên trong có cái tấm để làm móc khóa này các bạn và sticker lấp lánh. Một set sticker mô hình shop. Một chiếc kệ để cắm bút, để những cái đồ lặt vặt và có cái hộc để đựng đồ ha. Một cuốn sổ tay A7. Sổ tay là sao ha. Một sợi dây buộc tóc Rinchi có hình bé Kurumi này các bạn. Và cuối cùng là chiếc móc khóa do Liam tự trang trí này các bạn. Rồi, bây giờ Liam sẽ gói quà cho bạn Mỹ Linh nha. Liam có chuẩn bị một chiếc hộp. Đây, Liam sẽ cho quà vào đây nha. Đầu tiên thì Liam sẽ cho chiếc hộp đựng đồ vào đây. Sau đó thì cho chiếc túi vào đây ha. Móc khóa, sổ tay A7, set sticker và cuối cùng là sợi dây buộc tóc Frenchie có đính cham, chiếc móc khóa do Liam tự làm và đây là cái kẹt cảm ơn ha. Liam cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Liam cũng như là ủng hộ các kênh của Liam nha. Rồi thì đây là phần quà Liam gói cho bạn Mỹ Linh. Còn một bạn nữa chưa có gửi thông tin cho Liam thì bạn Liam có nhắn cho bạn rồi ha. Bạn hãy tranh thủ gửi thông tin để Liam gói quà gửi cho bạn nha. Đó là bạn Hữu Đức đó các bạn. Bạn Hữu Đức có số may mắn là số 9 ha. Bạn chưa có gửi thông tin cho Liam. Đây là hộp quà của bạn Mỹ Linh nè các bạn. Liam tiếp tục. Liam sẽ gói phần quà cho bạn Thùy Dung nha. Để Liam gấp cái thư cảm ơn của bạn Mỹ Linh. Liam bỏ vào đây. Giờ rất là sớm các bạn, Liam vừa quay một chiếc video trên kênh Liam Channel về thủ công ha. Liam thức dậy từ 4 giờ sáng này, bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi này các bạn. Liam sẽ quay gói quà cho các bạn, tại vì Liam biết là các bạn rất là trông khi mà xem cái video này ha. Nhưng mà trong tuần vừa rồi thì nhà Liam có việc bận xíu, cho nên là hôm nay đầu tuần ha, thứ hai thì Liam gói quà và trong hôm nay thì Liam sẽ gửi quà đến cho các bạn luôn. Mong các bạn thông cảm nha, Liam gửi muộn một xíu nhưng mà Liam chắc chắn là Liam sẽ hoàn thành cái video này và Liam up lên có lẽ là thứ ba là ngày mai Liam sẽ up chiếc video này cho các bạn xem ha. Rồi đây là phần quà của bạn Mỹ Linh, một hộp quà có nhiều món và Liam vừa gói xong và Liam bây giờ Liam sẽ tiếp tục gói cho bạn Thùy Linh, Thùy Dung. Thư cảm ơn Liam viết cho bạn Thùy Dung ha, bạn đã trúng giải trong đợt Mi Game này nha. Rồi Liam soạn quà cho bạn Thùy Dung. Đầu tiên là một chiếc túi đeo vai các bạn. Đây, chiếc túi này rất là rộng ha. Đây, có hình bé gấu nè. Tiếp theo là một chiếc lọ cắm bút. Đây các bạn, chiếc lọ cắm bút ha. Bạn Thùy Dung có thể dùng sticker để bạn trang trí lên trên hộp bút nha. Lát nữa Liam sẽ tặng thêm cho bạn tấm sticker để các bạn vừa bạn trang trí nha. Set làm móc khóa DIY nè các bạn. Set sticker ha. Sợi dây buộc tóc Rinchi. Đây, có hình bé gấu dâu ha. Một chiếc móc khóa Liam tự làm để Liam tặng cho bạn này. Rồi, thì đây là phần quà của bạn Thùy Dung. Bạn đã trúng giải trong đợt Mi Game này ha. Rồi, bây giờ Liam sẽ gói quà nha. Rồi Liam cho chiếc buộc tóc vào đây ha. Tóc
phân chi, một móc khóa handmade. Và cuối cùng là cái kẹt cảm ơn ha. Cảm ơn bạn Thư Dung đã ủng hộ kênh của Liam nha. Liam quên là Liam cũng có tặng cho bạn Thư Dung một cuốn sổ tay ha. Đây, Liam cho cuốn sổ tay vào đây. Rồi, bột tóc Liam để đây ha. Và Liam gửi kèm bạn Thư Dung thư cảm ơn em viết cho bạn ha. Thì có nhiều bạn nhắn với Liam là nói Liam ra video thử thách làm món đồ thủ công, nhưng mà bây giờ là đang mùa thi cho nên là đôi khi là các bạn bận ha, cho nên là có lẽ là qua cái đợt thi học kỳ xong thì Liam sẽ tổ chức thêm các đợt thử thách nữa ha. Liam tặng thêm cho bạn 2 tấm sticker để bạn về bạn trang trí lên trên cái đồ cắm bút này nha. Đây, 2 tấm sticker nha. Rồi Liam để đây. Liam đã gói xong phần quà cho bạn Thùy Dung. Thì còn một bạn nữa, bạn Hữu Đức chưa có gửi thông tin cho Liam thì bạn cũng nhanh chóng gửi thông tin để Liam gói quà cho bạn nha. Liam cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ các kênh của Liam là Liam Channel cũng như là kênh Liam Shop và các kênh khác, kênh phụ của Liam như là kênh của Em Su Dưa Leo và Liam The Row. Thì Liam hy vọng những bạn mà chưa trúng giải trong đợt này thì sẽ trúng giải trong những đợt tiếp theo. Thì vì Liam còn ra thêm những cái mini game cũng như là những cái thử thách mini nữa ha. Bây giờ thì Liam xin kết thúc cái video ở đây nha. Liam xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Nếu các bạn thấy thích những video của Liam thì các bạn hãy cho Liam một like. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để đón xem những video mới nhất từ Liam Channel nha. Bye bye các bạn.